Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và đăng ký kênh nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện đại quản gia là Ma Hoàng, tập 597, chắc phàm tiếp tục dụ dỗ, vừa dứt lời, thì đám người tạp dịch phòng trong lòng ngưỡng đầu rùa, cả người hỏa nhiệt dục vọng, từng con hàng kêu gào tục danh của bịp, dường như hắn chính là một con hàng đa cấp thứ thiệt, một dạng cứu thế chủ. Một lúc sau, cảm thấy đám đông hưng phấn tới cao trào, Trác bịp khẽ giơ tay, khiến cho đám đông bên dưới âm thanh im bặt khẽ miệng bịp khẽ nở nụ cười hài lòng đột nhiên lên tiếng có điều muốn đi cùng với ta cùng là có điều kiện đó chính là các ngươi nhất định phải có một trái tim cường giả những cái con hàng ăn không ngồi rồi cá ướp muối chờ đi bán muối kia lão tử méo thèm hắn chỉ vào trái tim của mình cao giọng múa mỏ đa cấp cho nên ta sẽ tiến hành một trận khảo nghiệm cho phòng tạp dịch thông qua thì tiến vào tinh anh của phòng tạp dịch ta sẽ cung cấp cho các ngươi tất cả cả điều kiện tốt nhất liên tục không ngừng bắp bẩn tài nguyên tu luyện cho các ngươi đám đông ngửa mặt há mồm như muốn đớp từng câu chữ vàng ngọc của bịp khiến cho các ngươi đi trở thành cung phụng trưởng lão của tông môn sau này cũng không cần phải tiến hành cái chiến trường tu la làm cái quần què gì cả còn nếu như không có thông qua vậy thì liền xin lỗi các ngươi vẫn như cũ là đám tạp dịch đệ tử không bằng cờ hó kia tại bên trong chiến trường tu la chờ đi bán muối đi bịp khẽ nở nụ cười nguy hiểm lạnh lùng lóe lên tinh mang điều này làm cho đám đông trong nháy mắt trì trệ cả đám nhìn nhau trong lòng bất giác có chút lo sợ làm sao? Cái này còn cần phải có khảo nghiệm sao? Ta một tuần lễ rồi còn chưa có tu luyện đó. Tựa hồ nhìn ra tâm tư cờ hó của đám này, chắc bịp nhân lúc khoai còn đang nóng, một lần nữa quát lớn, những con hàng nào muốn trở thành cường giả thì hãy đi theo lão tử. Nếu như các ngươi ngay cả một cái bước này cũng không dám bước ra, vậy thì liền đáng đời, cứ ở đây làm một con cờ hó, một con kiến hôi đi. Bởi vì các ngươi không có được một trái tim nóng bỏng của cường giả, không xứng làm người. Điều này khiến cho đám đông bên người im lặng, ánh mắt mông lung nhìn lên đài cao cả đám đều nhìn nhau có người ánh mắt quyết tâm nhưng cũng có người dò xét chưa tin cho lắm cũng có người hơi rén nhưng mà dưới sự dụ dỗ của bịp cũng có không ít người trong lòng đã có quyết định lập tức di chuyển đi theo bịp ca trong đó có cả con hàng thiết ưng ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía trước bước theo đám người đó hắn ngược lại là muốn xem cái tên tu giả thiên huyền bát trọng này đến tục cùng là có cái bản lãnh gì lại để nhiều người mê tin hắn như thế liền đường đường là cao thủ đệ nhất của nội môn quỷ hổ cũng là như thế rất nhanh đám người liền đi theo cước bộ của chắc bịp đi vào cái chỗ đất trống bên trong nghĩa trang phía sau núi lúc này chắc bịp đột nhiên dừng lại sau đó thả ra thủ quyết đánh về phía trước mà vẫy trong miệng lẩm bẩm thiên địa huyền hoàng tứ phương môn mở ra sau đó quát lớn một tiếng mở lập tức âm thanh ầm ầm vang vọng từng tiếng trầm đục phát ra theo đó từng đạo ba động vô hình nổi lên gợn sóng bốn cái cánh cửa hư huyễn to lớn chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người tỏa ra hắc khí nồng đậm trên mỗi một đạo cửa đều còn khắc lấy những cái chữ lớn khác nhau phân biệt thành thiên huyền hoàng đám đông phía sau hắn bị cái cảnh tượng này hù dọa có tên sợ quá còn ngã cả ra mặt đất vẻ mặt hoảng hốt cái này cái gì thế này chắc bịp nở nụ cười tà dị khẽ liếc nhìn về phía sau nhẹ giọng giải thích bốn cái cánh cửa này chính là bốn cái trận pháp kết giới cũng chính là cửa khẩu khảo nghiệm mà các ngươi cần phải thông qua người đứng giữa thiên địa thiên địa nhân kết hợp tam tài năng lượng tuần tự chuyển đổi sinh sôi không ngừng bên trong bốn cái đạo cánh cửa này cũng có tam đại trận pháp khốn trận sát trận cùng với huyễn trận tuần tự chồng chất lên nhau, biến hóa khó lường. Chỉ cần các ngươi có thể thông qua bất cứ cái cánh cửa nào, thì lúc đó có thể nhập chủ vào tinh anh của tạp dịch phòng ta, thoát ly khỏi cái chiến trường tu la đau khổ kia. Ở bên dưới, người có nghi hoặc nhất vẫn là Thiết Ưng, hắn dò xét bốn cái cánh cửa lớn này một chút, sau đó lên tiếng hỏi, tùy ý một cánh cửa đều thông qua, có phải bốn cánh cửa này trận pháp đều giống nhau sao, vì sao chúng ta lại có tới bốn cái con đường chứ? Câu hỏi này bất giác khiến cho Trác Bịp khẽ nở nụ cười nhẹ, sau đó nhàn nhạt, nhạt, gật đầu, hỏi hay đấy, nếu bốn cái đạo cánh cửa này đều giống nhau như đúc vậy thì khác gì ta rảnh rỗi không có việc gì làm vẽ ra cho thêm chuyện sao trên thực tế thiên địa huyền hoàng bốn cái cánh cửa này độ khó không đồng nhất với nhau nhằm vào những đệ tử cũng không giống nhau hoàng tự môn là đơn giản nhất bên trong ba cái trận pháp đều là trận pháp cấp 4. chủ yếu khảo sát đệ tử tạp dịch tiếp lấy từ hoàng tới thiên độ khó cứ tuần tự tăng dần cũng phân biệt ra đối với ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử còn có tinh anh đệ tử trận pháp đẳng cấp cũng theo thứ tự tăng lên từng cấp cấp 5, cấp 6, cho tới cái chữ thiên kia bên trong tam đại trận pháp đều là trận pháp cấp 7. nghe xong đám người bất trí bất giác hít vào một ngụ khí lạnh nhìn nhau hoảng sợ dù vừa rồi cái con hàng thiết ưng còn hoài nghi hiện tại cũng bắt đầu lộ ra ánh mắt kinh dị cái tên tiểu tử bên trong tạp dịch phòng này vậy mà lại có thể bày ra được trận pháp cấp 7 sao bởi vì cấp 7 không giới hóa hư nói cách khác thì cho dù hóa hư cao thủ phá trận cũng có chút phiền phức mà đó đều là thực lực cấp trưởng lão cung phụ nhưng bây giờ lại lấy ra khảo nghiệm đệ tử tạp dịch quả nhiên vô cùng khắc nghiệt tựa hồ nhìn ra cái suy nghĩ này chắc bịp khẽ cười tiếp tục múa mỏ dụ dỗ tứ đại trận môn nhằm vào những người khác biệt cách làm như thế mọi người chắc cũng đều đã nhìn ra ta không phải là nhìn xem thực lực của các ngươi mà chính là khảo nghiệm tiềm lực của các ngươi dù sao thì cái loại thực lực thì dưới trướng của ta ngây ngốc một thời gian tự nhiên sẽ có mà thôi giọng nói tràn đầy tự tin cùng với bố đời nghe xong khiến cho thiết ưng cũng phải hơi gật cái đầu trong lòng tán đồng nhìn về phía chắc bịp ánh mắt cũng đã bắt đầu có nhiều thêm một phần tán phục với cách làm thông minh này bây giờ nam nhân trước mặt này lại muốn đem toàn bộ vàng bên trong tạp dịch phòng đào móc ra cái này không khác nào hướng về những lão đầu của nội ngoại môn tinh anh kia mà khởi sướng khiêu chiến theo trong miệng bọn họ đoạt lấy khẩu phần lương thực ánh mắt khẽ híp lại thiết ưng thẩm mỹ cho rằng nhất định sau lưng chắc bịp có đại nhân vật chống lưng chứ không thì chỉ bằng một đệ tử như hắn coi như có thực lực mạnh hơn cũng không chịu được áp lực từ nội môn xem ra có người muốn cải biến bố cục tông môn mà người này chính là đại tướng tiên phong dưới trướng đại nhân vật kia lấy tạp dịch phòng làm cứ điểm quấy lên mưa gió của tông môn nghĩ xong thông suốt tự cho mình là thông minh thiết ưng hét lớn một tiếng tốt trong mắt tràn đầy ánh sáng của hưng phấn đồng thời cũng thổi bùng lên dục hỏa trong lòng ta biết ngươi muốn làm gì ta sẽ theo ngươi đi làm cái trận này cái ma sách tông này cũng nên tới thời điểm thay đổi rồi ừm vậy thì ngươi trước tiên phải hướng ta chứng minh được ngươi có cái tư cách này đã trong mắt lóe lên tinh quang chắc bịp trong lòng hài lòng xem ra con hàng này cũng là người thông minh năm đó bị mỹ nhân kế hại cho suýt đi đắp chiếu bây giờ lại cùng với lão tử có tâm tư muốn đánh ngã cái đám lão gia hỏa kia, ngược lại là không mưu mà hợp. Tiết Ưng bình tĩnh gật đầu, trong mắt hiện lên thần sắc quả quyết, đưa tay chỉ về cái phòng chữ điện, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta từ nơi này đi ra, ngươi đến kéo ta cùng làm. Nghe vậy sắc mặt bịp có chút lạnh nhạt, lên tiếng nhắc nhở, tốt, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi. Bên trong trận này có sát trận, thật là đã chết không biết bao nhiêu người rồi, ngươi bị khóa ở Hàn Đàm 3 năm, thực lực không có nhiều tiến bộ. Vì để đảm bảo an toàn, ngươi hãy tuyển huyền môn trước đi mà không phải là địa tự môn nghe xong khiến cho đám đông bất giác trong lòng lo sợ làm sao chứ nếu sông không ra ngoài thực sự sẽ đi bán muối sao trong lúc nhất thời không ít người đã lùi bước thế nhưng mà thiết ưng không chút nào sợ hãi vung tay lên cười lớn ha 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 sinh ra làm nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng nếu như không thể oanh oanh liệt liệt sống một đời vậy thì còn sống không bằng đi đắp chiếu dứt lời con hàng này vẫn cứng đầu xông thẳng về phía địa môn không nghe theo lời khuyên của chắc bịp rất nhanh hắn đã phọt vào bên trong sắc khí nồng đậm lóe lên rồi điên cuồng cuồn cuộn nhìn cảnh này viên lão khẽ vuốt chòm râu nhìn chằm chằm địa tự môn trong mắt lóe lên tinh quang rạng rỡ khẽ gật đầu tiểu tử này tuy rằng chưa liều ăn nhiều nhưng đúng là to gan có thể làm được việc lớn chắc bịp cũng khẽ cười biểu thị tán đồng đúng vậy những cái lão ra hỏa kia không muốn nhưng cái đồ bỏ đi tại nơi này của chúng ta đều là vàng cả bất quá vẫn còn chờ hắn đi ra được đã rồi nói sau trong lúc hắn còn đang cười đột nhiên bên cạnh một trận gió nổi lên một bóng người lao vút qua cháp bịp khiến hắn kinh ngạc à? sau đó chui tọt vào bên trong thiên môn khiến cho đám đông bên dưới hoảng hốt người nào đi vào thiên môn vậy muốn chết sao chứ có người tinh mắt thì nhận ra đó chính là quỷ hổ quỷ hổ đã xông vào thiên môn cháp bịp nhìn cái thiên môn đó nhìn sâu một chút sau đó cũng lẩm bẩm quỷ hổ sao viên lão ở bên cạnh khẽ cười lên tiếng tán thưởng ha 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 quỷ hồ này tuy rằng là đệ tử của đại trưởng lão nhưng bản thân cũng có thiên phú dị bẩm như đúng là người sẽ làm được việc lớn hiện tại đến phòng tạp dịch của chúng ta cũng coi như là người của tạp dịch phòng đi nghe xong trác bịp cũng nhẹ nhàng gật đầu người này dũng mãnh thật sự là tướng tài coi như ngươi không nói ta cũng sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận một phen còn cuối cùng hắn trở thành người bên phe đại trưởng lão hay là ở phe của ta chỉ cần không làm ra sự tình làm phản vật thì ta cũng không quan trọng dù sao mục tiêu cuối cùng cũng đều là vì song long hội ánh mắt trác bịp tràn đầy tự tin viên lão cũng cười phụ họa ha 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 đúng vậy lấy đại cục làm trọng lão đầu này nhìn trác bịp thật sâu trong lòng âm thầm khen ngợi gật đầu. Hết tập 597, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.